quá trời mất khẩu tình yêu. Trống trường rộn rã, gọi em tới trường. Mùa thu yêu thương, theo em vào lớp. Sau đây nhóm sân ca xin gửi tới bài múa Tiếng Trống Ngày Khai Trường, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tràng Tường. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày khai giảng thì nó trả ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
động tác khỏe khoắn, nhẹ nhàng. Các cháu trong nhóm bố Họa Mi sẽ gửi tới làn biểu diễn aerobic vui nhộn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và các con học sinh và các cha và các bà mẹ học sinh của nhà trường. Các ông bà là cũng là giáo viên trường mầm non, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tự tin và phấn khởi nhất vẫn là các cô giáo và 265 học sinh mẫu giáo thay mặt cho 347 học sinh trong toàn trường xã Nhân Nghĩa đã đến đủ đông đủ trong ngày đi trường đầy ý nghĩa này. Sự có mặt của các vị đại biểu là niềm cổ vũ cho chúng tôi phấn đấu nhiều hơn nữa, đạt thành tích trong sự nghiệp giáo dục. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi tới các vị đại biểu toàn diện gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ có hiệu quả
thương nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Tôi mong các em học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống yêu học của dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đạt nhiều kết quả trong học tập, nghiên cứu khoa học để sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, ổn định. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển. Thân ái, Trần Đại Quang, đề nghị các vị đại biểu nhiệt liệt chúc mừng. Xin chân trọng hơn, chúng ta mời các vị đại biểu, các thầy, cô giáo, các em học sinh một chút. À, cái to nó về chứ giờ chúng con. Đấy, ra đến tôi. Theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Đắc, hiệu trưởng nhà trường, lên đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Xin trân trọng kính mời cô. Trường trong toàn huyện.
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên
loan quan tuyên biết đã đạt những kết quả tình cảm nói chuyện. Đối với sang nhà, lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực giáo dục cũng được đảng bộ, chính quyền và những đối tượng khác đặc biệt quan tâm. Những năm gần đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục đã được cấp ủy chính quyền tổ chức các bậc phụ huynh và các đã xây dựng được các phòng học khang trang, kiên cố, sạch đẹp, thoáng mát, đáp ứng được yêu cầu về mặt đường đóng các vận chuyển mới. Năm học 2015-2016 đã qua, trong điều kiện nền kinh tế của xã hội đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nội dung và của xã hội nói riêng còn gặp không ít khó khăn, song với sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự phối hợp các bậc phụ huynh, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cô giáo trường mầm non xã Tân Nghĩa đã đạt được và đáng khích lệ và khá toàn diện trong năm học vừa qua. Số trẻ huy động ra lớp đạt theo kế hoạch quy định, trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi đạt 53,5%. Lớp mẫu giáo đạt 100%, chất lượng nuôi dạy 100% số các cháu đến trường đều được nuôi ăn bán trú, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có tình trạng ngộ độc về thực phẩm và dịch bệnh xảy ra. Nhà trường đã làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên và ban giám hiệu nhà trường luôn có nhiều cố gắng, chất lượng về thời gian và nội dung cụ thể, tích cực đổi mới phương pháp dạy và chăm sóc các cháu, chủ động lưu lượng trong việc mua sắm trang thiết bị trong năm học 2015-2016, nhà trường đã có 3 giáo viên đạt danh hiệu trên quy mô cấp cơ sở. Tập thể nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tổng kết năm học 2015-2016, nhà trường được xếp thứ 3 trên 23 trường trong toàn huyện và được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể và nhân dân các xã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng kết quả của cô và trò trường mầm non Tân Tiến đã đạt được trong năm học vừa qua. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, các cô giáo, các bậc phụ huynh, tiếng chống khai trường đã điểm, năm học mới đã đến. Năm học 2016-2017 là năm ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời phải thực hiện tốt 9 nhiệm vụ của Bộ Giáo dục đề ra trong năm học mới để giữ vững và phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua. Chúng ta cũng phải thẳng thắn, khách quan đánh giá một số mặt tồn tại hạn chế, đó là về đội ngũ giáo viên còn có một số ít giáo viên trẻ, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ và cách chăm sóc học sinh trẻ chưa được quan tâm, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ giáo viên về chấp hành quy chế của nhà trường và sử dụng các trang thiết bị của nhà trường còn có nhiều mặt hạn chế. Từ đó chúng ta phải cố gắng phấn đấu để làm sao năm học 2016-2017 đạt kết quả thiết thực hơn nữa. Đó là đối với cấp ủy chi bộ và ban giám hiệu nhà trường, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công an của chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì nề nếp sinh hoạt ra ban định kỳ, thường xuyên kiểm tra rút ngắn nhắc nhở quản lý giáo viên, kịp thời xử lý những lệch sinh trong nhà trường, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua nước và phong trào trong ngành giáo dục bắt đầu. Đối với đội ngũ giáo viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của đội ngũ, trách nhiệm là người giáo viên trả lời và chăm sóc các cháu. Từ đó chúng ta đạt kết quả tốt.
phong trào của nhà trường và các hoạt động tích cực tham gia ủng hộ đóng góp kinh phí theo quy định đã thống nhất và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội hóa để các trường giáo dục đào tạo nhằm trường mầm non sáng duy trì tốt hơn nữa chất lượng nuôi dạy và phát triển trong năm học 2016-2017. Đối với đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã sẽ tiếp tục bố trí thành nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa xây mới các trang thiết bị, các hạng mục công trình của nhà trường để phấn đấu năm học 2017-2018 trường mầm non xã Nhân Viên được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm học. Thank you.
đầu lên trên hội trường cả nước ạ. Đề nghị các cô giáo cho các con học sinh ổn định tổ chức ngồi tại chỗ để phát quà cho các cháu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.